Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh tin mới nhất. Kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung trình sau đây. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh tin mới nhất. Thưa quý vị, dòng lốc mưa đá diện rộng diễn ra vừa qua tại tỉnh Sơn La đã làm một người thiệt mạng do xét đánh, ba người bị thương, đồng thời cây thiệt hại lớn về nông nghiệp ước tính trên 54,5 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận dông lốc mưa đá diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa đá xảy ra tại năm huyện. Gồm Phú Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ. Thiên tai làm trị GTN sinh năm 1988, xã Trường Không, huyện Sông Mã bị sét đánh chết ba người ở hai huyện Quỳnh Nhai và Bắc Yên bị thương. Bên cạnh đó, dông lốc mưa đá còn làm hư hỏng hơn 4.750 nhà ở của người dân tại các huyện Vân Hồ, Phú Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, 21 điểm trường trên địa bàn huyện Phú Yên, hệ thống điện ở các huyện Phú Yên, Bắc Yên. Ngoài ra, thiên tai còn gây thiệt hại hơn 149 hecta lúa ở huyện Phú Yên, trên 153 hecta hoa màu tại hai huyện Vân Hồ, Phú Yên bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 54,5 tỷ đồng. Văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị ủy báo nhà dân các huyện tiếp tục chỉ đạo, gia soát triển khai công tác cảnh báo, tuyên truyền tới người dân về phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 mùng ngày 1 tháng 5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả ba miền Bắc Trung Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn ngày 30 tháng 4 mùng ngày 1 tháng 5. Những ngày tới đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Những ngày nghỉ lễ dịp ngày 30 tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàng lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Với tác động của hoàng lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, từ nay cho đến khoảng ngày 30 tháng 4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gây gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36 đến 39 độ C có nơi trên 40 độ C, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ C có nơi trên 38 độ C, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gây gắt và nắng nóng đặc biệt gây gắt với nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C có nơi trên 40 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C có nơi trên 38 độ C, dự báo sau kỷ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, trong 1, 2. Ngày đầu tháng 5 năm 2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống ở Bắc Bộ giai đoạn từ ngày mùng 1 đến mùng ngày 2 tháng 5 khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện gây mưa rông. Giai đoạn những ngày đầu tháng 5 năm 2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng rông lốc, xét, mưa đá và gió rệt mạnh. Dự báo xa hơn từ nay cho đến tháng 6, trọng tâm là tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ, nên các hiện tượng rông lốc mạnh. Kèm lốc xét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận rông kèm lốc, xét, mưa đá và gió rệt mạnh. Chiều ngày 24 tháng 4, một trận mưa đá có mật độ dày đặc, kéo dài, xảy ra tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, gây thiệt hại nhiều hoa màu vào nhà cửa của ba con. Theo Chủ tịch Ủy ban cho dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Giang A Dê đánh giá, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Thống kê ban đầu, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại khoảng 400 hecta hoa màu, cây ăn quả lâu năm. Trong đó có hơn 200 hecta bị thiệt hại toàn bộ. Ngoài ra, mưa đá cũng làm thủng vỡ mái hơn 30 nhà dân. Còn tại Hòa Bình, dẫn thông tin từ Ủy ban cho dân huyện Mai Châu cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã Hăng Kia và Bà Cò vào khoảng 16 giờ và kéo dài khoảng 20 phút. Mưa đá phù trắng nhiều đồi núi, nương dãy, bàn lan của hai xã. Những hạt đá đường kính từ 1 đến 2 cm. Sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặt hai bên lề quốc lộ 6 và phù khắp các sườn đồi, nương dãy. Nhiều diện tích trong cải, mận, đào ở xã Bà Cò bị mưa đá làm dụng quả, dập nát. Máy nhà của một số hộ dân ở xã Bà Cò và Hăng Kia đã bị thủng. Đây cũng là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua nhiều tình thanh xuất hiện mưa rồng do kết hợp cả nguyên nhân nhiệt lực và động lực. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực phía nam của Trung Quốc có một giải mây gây thời tiết xấu ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Trên một nền nhiệt theo thống kê của cơ quan khí tượng, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C, điều này đã kích thích quá trình hoạt động của các đám mây đối lưu. Chính các đám mây đối lưu này đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như trên. Đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Nguyên lý hình thành của rông nhiệt là vào những ngày nắng nóng kéo dài. Ánh sáng mặt trời hung nóng, tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Tháng 5, 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn với rông nhiệt do động lực thì có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Sau rông nhiệt có quy luật, ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, rông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4-5 giờ chiều. Vòng đời của một đám mây rông rất ngắn, khoảng 4-6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Xuất hiện bất ngờ, gây ra những trận rông tố lốc nên thiệt hại không nhỏ. Cùng quát điểm, ông Nguyễn Văn Hường, Trường phong dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. Thời điểm này, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa hè, nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở đất ta, rông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè, khoảng cuối tháng 3 âm lịch và thường vào cuối mỗi buổi chiều, sau một ngày nắng nóng gây gắt. Tuy nhiên, cũng có những cơn rông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Điều đáng lo ngại là mặc dù cơn rông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Như gió rệt mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Chuyên gia khuyên, để ứng phó với thời tiết cực đoan, chúng ta cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng. Ngoài ra cần quan sát diễn biến thời tiết, như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm, tháng 3, Tháng 4 và tháng 5 thường là những tháng nóng và khổ nhất ở Philippines, nhưng năm nay trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino. Cơ quan khí tượng nước này trong những ngày qua ghi nhận mức nhiệt độ trong ngày lên đến 44 độ C, trong đó có thủ đô Manila. Một số khu vực đạt 47 đến 48 độ C, như tỉnh Cavite và Cagayan. Trong khi đó, những trường học ở nơi có đông người thu nhập thấp thường không được trang bị hệ thống làm mát đầy đủ. ACTNCR, Hiệp hội giáo viên tại thủ đô Manila, tháng trước khảo sát 8.000 giáo viên về tình trạng nắng nóng. 46% cho biết lớp học chỉ có một hoặc hai quạt điện. Hơn 3% giáo viên mô tả cái nóng không thể chịu nổi. Ngoài ra, 87% học sinh của họ phải chịu đựng các triệu chứng do ảnh hưởng của nhiệt độ. Đại diện của ACTNCR nói một số học sinh thậm chí gục trong lớp. Tình thế này buộc bẫy. Không không trường phải chuyển học trực tuyến từ tuần trước. Thời tiết khắc nghiệt ở Philippines dấy lên lo ngại làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục. Điều này vốn đã được bộc lộ trong đại dịch Covid-19, khi nước này có những đợt đóng cửa trường học dài nhất trên thế giới. Nắng nóng những ngày qua còn thiêu đốt nhiều khu vực khác ở Nam và Đông Nam Á, chính quyền. Thái Lan hôm ngày 24 tháng 4 phát cảnh báo ở Bangkok kêu gọi người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn khi nhiệt độ tăng vọt. Bangladesh cũng đóng cửa nhiều trường học trên khắp đất nước. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ tuần trước cao hơn 4, 5 độ C so với mức trung bình trong 30 năm qua. Ở Singapore, các trường tiểu học và trung học cơ sở cho phép học sinh mặc đồng phục thể dục đến trường để đảm bảo sự thoải mái. Loại đồng phục này thương mỏng và thấm mổ hôi hơn, dục cơ thể hạ nhiệt nhanh. Bộ giáo dục nước này cuối tháng trước yêu cầu các trường giảm thiểu hoạt động ngoài trời và nhắc nhở học sinh uống nhiều nước. Theo kỷ niệm Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, khoảng 243 triệu trẻ em ở châu Á và Thái Bình Dương dự kiến phải hứng chịu những đợt nắng nóng trong vài tháng tới. Trẻ em đặc biệt dễ bị xe nắng và việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng học tập của các em. Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh nhiệt độ năm ngoái ở châu lục này cao hơn gần 2 độ C so với mức trung bình toàn cầu từ năm 1961 đến năm 1990. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.